Dạ. Mừng bác trai mất điện thoại. Dạ, rồi thì đó là lời của anh Tiến Luật muốn tụi con gửi đến bác. Dạ, đó. Dạ vâng ạ. Và tụi con cũng có món quà của anh Tiến Luật là một chiếc điện thoại. Cái này là món quà mà anh Luật gửi cho bác luôn ạ. Dạ. Cái này là bên cũng của Tuấn vậy hả? Dạ, dạ đúng rồi, sao bác biết hay quá vậy ạ? Trời ơi, cái này là thân thiện với Luật lắm. Dạ. Dạ vâng. Dạ vâng, đây là món quà bất ngờ. Lúc nào cũng nhắc tới cái tên của Tuấn ở bên Hàng Xanh phải không? Dạ, dạ, dạ đúng rồi. Dạ, thì con thấy là bác các bạn cũng đang vui nên là con muốn hỏi bác một chút là bác có muốn gửi lời gì đến anh Tiến Luật đâu mà để tụi con gửi đến anh ấy. Rồi coi như là tại vì cũng không có nói cho bác biết trước á, thành ra bác cũng hơi bất ngờ một chút, nhưng mà cũng rất là vui mừng. Thôi chúc thành công lớn hơn nữa. Dạ cảm ơn bác ạ. Dạ vâng ạ, cảm ơn bác rất nhiều. Dạ. Đi làm cái sim, tại cái sim cũ của anh hồi xưa anh cho ba là cái sim anh đứng tên, xong rồi cái ba ra ba đổi cái sim mới, mất điện thoại đổi sim mới đâu có được đâu, cái kêu là đi làm cái sim, cái anh qua anh ra đó anh sang tên cái sim, anh kêu thôi ba sang tên luôn đi chứ rồi mai mốt lỡ ba mất nữa ba ra ba tự làm không chửi ông kia miệng nói xui mày, nó trời ơi chứ báo quá ai chịu nổi. Làm ở sim xong cái làm tiền sim là hết 75 ngàn, không có tiền lẻ, ba cũng không có tiền lẻ luôn, mà ba có 100 ngàn, ba kêu ba không có tiền lẻ, ba nói ủa 100 ngàn thì đưa tao thói 25 ngàn dễ hơn mà ta, sao thấy anh móc 100 ngàn, cái anh kêu không có tiền lẻ, mày có tiền lẻ đưa đi lần, ok, cái mình nói mình còn có tiền lẻ đưa tao 500, chứ không lấy tao 500 mình không đưa, không đưa xong cái người ta thói lại 425 ngàn, không lấy bỏ túi luôn em. Anh đâu có biết, anh đâu có biết chán. Xong cái anh mới, anh nói chuyện với lại cái ông làm sim, xong cái anh ấy, anh thấy xong nọ này ông nói chuyện mình hoài ta, mà sao ông không đưa tiền thôi, mà mình về đang gấp đi nữa. Ông nói ok thôi, vậy thôi em cảm ơn anh nha, cảm ơn anh giúp em cái vụ làm sim cho ba em. Ủa mình không lịch sự nữa, ủa anh đã em tiền thôi chưa? Ông kêu trời ơi đưa cho ổng rồi mà, đưa ổng rồi. Cái ông già mới đầu cười tao lấy rồi ồ gì lớn chơi gì đâu được bạn. cười xong rồi đá qua chuyện khác luôn. Ô cái xe mình để ngoài nắng nhìn mới ha, rồi này kia bậy lắm bạn ơi. Xong rồi còn trách nữa, hôm qua đưa điện thoại được rồi còn mày đặt cái bóng phố bông rồi chúc mừng bác mất điện thoại làm sướng hết mấy rồi nọ, ý là giống như lấy tiền ở tiền phạt mình nha. Đâu thấy cười tươi lắm, sướng đâu sướng. Vậy mà dám nói mình sướng, làm sướng chớ nè. Cuối cùng là không lấy được tiền thói luôn. Không lấy được tiền thói luôn, trời ơi, tôi bào cả thiên hạ, tôi bị ông già tôi bào lại đó. Nhưng mà vậy cần gì, lấy 500, anh đưa 500 cho ba, anh kêu ba đưa 100, đưa người ta thói 25 ngàn, coi phải ok hơn không? Vậy tính ra vậy tôi chưa được luôn hả bạn? Chưa được luôn hả? Nên là tôi đưa ba 500. Đúng rồi. Ba lấy 100 ngàn của ba đi đâu? Tại đi tiền ba mới là tiền lẻ. Ồ, không nếu làm vậy ba nói là mày gài, ý là mình nói ba gài lộ quá hiểu không? Vậy là hiểu là tính bào là giống ai ha? Ok, cha truyền con nói. Cha truyền con nói. Đi nó cười kìa. Sao nó ngủ? Ủa? Sao đang ngủ mà cười rồi chú em? Tôi nghe nó lẹt 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 rồi tôi biết nó cười. Sao?